Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ cao để chiết xuất được hoạt chất tryptophan từ trứng kiến gai đen, ứng dụng vào việc sản xuất viên sủi hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho nam giới. Thông tin vừa được công bố sáng nay tại Hà Nội. Trứng kiến gai đen là một loại đặc sản từ lâu được cha ông ta sử dụng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ làm thức ăn, trong trứng kiến gai đen còn có đến 42-67% chất đạm với hơn 28 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng cùng nhiều vitamin, khoáng chất nên được sử dụng nhiều trong chữa bệnh. Tuy nhiên, do sự khai thác khó khăn, nguồn cung ít nên giá thành của loại thảo dược này rất cao, ít người tiếp cận được. Việc sản xuất thành công viên sủi Rockman với chiết xuất từ trứng kiến gai đen đã mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị cao, giá thành rẻ cho người bệnh.